Chào mừng anh em đã quay lại với kênh của Tình nha. Thì hôm nay có mặt với anh em ở đây là mẫu xe Mercedes GLC 300. Xe được model là 2018, sản xuất 2017 anh em nha. Xe chạy được 59.000 mai, màu đen, nội thất nâu, biển số thành phố. Và hiện nay đang có giá bán là 1 tỷ 499 triệu anh em nha. 1 tỷ 499 triệu, một mức giá cực kỳ hợp lý. Xe cũng đang rất là hot trên thị trường anh em. Khi chúng ta tìm hiểu một chiếc xe thì Mercedes GLC 300 model 2018 với lối thiết kế cực kỳ đẹp và sang trọng ha. Màu đen, nội thất nâu, gầm đèn là LED rồi, full LED. Bộ mâm thì 19 inch AMD được khách hàng. Thì để sử dụng được một chiếc Mercedes thì chúng ta phải biết đến về thiết kế của nó có phù hợp với anh em không, thì GLC là một trong những chiếc xe cực kỳ phù hợp anh em nha. Khoang khoang nội thất cực kỳ rộng rãi luôn, khoang nội thất rộng rãi, khoang để đồ cực kỳ chất. Yếu tố đầu tiên để quyết định đến anh em mua chiếc GLC đó phải là thiết kế ngoại thất của xe, nó nhìn anh em có bắt mắt không thì anh em mới mua xe, chứ còn không bắt mắt thì anh em sẽ không mua, đúng không anh em? Cái đó là yếu tố đầu tiên về thiết kế về phần ngoại thất của Mercedes GLC 300. Yếu tố thứ hai là động cơ. Như nãy Tình nói là động cơ 2.0 turbo cho công suất lên đến 211 mã. Đối với xe Mercedes mà nó vận hành 211 mã thì đi cực kỳ chất anh em nha. Kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp. Thì ở đây là khoang động cơ còn nguyên zin nguyên bản anh em nha. Ở bên Tình thì bao anh em là cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, bao test hãng cho anh em. Chiếc xe cực kỳ chất. Đi 2017 mà mới đi có 59.000, cực kỳ chất anh em nha. Đó là yếu tố thứ hai để quyết định đến vấn đề mua xe của anh em. Và yếu tố thứ ba nữa là cái chất xe. Thì cái xe này là cực kỳ chất luôn. Cực kỳ chất và đẹp luôn anh em. Chủ cũ giữ rất là kỹ, những chi tiết đường gân, đường chỉ cực kỳ đẹp anh em nha. Đó là một trong những yếu tố chúng ta đi mua xe cũ chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ nha anh em. Đây, nâng gầm. Nó đang trong quá trình nâng gầm lên anh em nha. Nâng gầm lên. Phục hơi, gầm cao hơn. Đây là yếu tố thứ tư quyết định đến vấn đề mua GLC 300 4MATIC model 2018. Đó là có phục hơi, nâng hạ gầm. Nâng lên rồi đúng không? Giờ chúng ta hạ xuống để mình đi ra ngoài đường thì mình hạ xuống thì mình bấm cái hạ gầm. Nó chỉ bằng một nút và một thao tác thôi anh em nha. Gầm hạ xuống từ từ. Nó đang hạ xuống cho anh em thấy. Hạ xuống từ từ. Đó là yếu tố thứ tư quyết định đến vấn đề mua xe. Yếu tố thứ năm là hệ thống âm thanh loa boom meter được trang bị trên dòng xe Mercedes. Đây, hệ thống loa boom meter cho chất lượng âm thanh cực kỳ đỉnh trên dòng xe Mercedes mà Mercedes Bosch cũng đã dùng những xe này anh em nha. Chứ cái chất lượng của âm thanh JBL mà lên xe nó không có một xíu gì đẳng cấp so với loa boom meter anh em nhé. Âm thanh vòm loa boom meter cực kỳ đẹp. Đó là một trong những yếu tố quyết định đến mua xe của anh em. Cái yếu tố tiếp theo là camera 360 độ mà được trang bị trên Mercedes thì cực kỳ nét, sắc nét. Đó là một trong những yếu tố mà làm nên tên tuổi của Mercedes về công nghệ. Không như những dòng xe khác thì họ chỉ trang bị những cái chiếc xe trang bị cho nó có thôi. Anh em nha, còn trang bị cho có thì Mercedes trang bị nó phải dùng được. Đó là một trong những cái yếu tố mà gọi là cực kỳ chất của Mercedes anh em nha. Đó, nó điều khiển cho anh em đầy đủ. Đó là camera 360 độ ha. Yếu tố tiếp theo quyết định đến mua xe là nội thất của xe Mercedes 2017, model 2018. Chạy 59.000 mai với nội thất cực kỳ đẹp và sang trọng anh em. Từ thời điểm 2017 thôi mà thiết kế nội thất của Mercedes đã cực kỳ sang trọng đẳng cấp rồi. Nó vượt trên những cái phân khúc khác. Đề bằng nút bấm, hệ thống dàn lạnh hai vùng độc lập anh em ha. Lấy chuyển số trên vô lăng, camera 360 độ, cruise control, nói chung là đầy đủ. Và đặc biệt thiết kế ốp gỗ cực kỳ sang trọng luôn. Hệ thống ốp gỗ cực kỳ sang trọng. Bạn điều khiển ở đây rất là bắt mắt trên mẫu xe Mercedes. Đẹp. Đó, và ghế da nữa chứ, đi cùng ghế da nữa. Ghế da rất là thể thao và sport, và đặc biệt mẫu xe này còn rất là chất anh em nha.
Vẫn có hệ thống an toàn, dây đai an toàn, 6 túi khí. Nói chung về hệ thống an toàn thì mẹt đã đầy đủ trên xe. Đó là những yếu tố quyết định đến vấn đề mua xe của anh em nha. Anh em cùng tình đã đến với những yếu tố quyết định đến mua một chiếc mẹt GLC 300 model 2018. Màu đen, nội thất nâu, cực kỳ đẹp anh em nha. Chạy có 59.000 mai thôi anh em. Trong vòng từ 27 đến giờ thì cũng là cực kỳ chất rồi. Và xe rất là đẹp. Những yếu tố đã quyết định đến vấn đề mua xe thì giá xe hiện nay ở bên tình đang bán chỉ là 1.499.000 cho mẫu mẹt này anh em nha. Rất là tiết kiệm so với mẫu xe mới, và anh em cũng đã sẽ được trải nghiệm đầy đủ những công nghệ trên xe. Công nghệ từ 2017 đến giờ vẫn là rất là tiên tiến, vẫn là phù hợp với anh em nha, chứ không phải là lỗi thời. Nên để tiết kiệm và thử trải nghiệm thì anh em hãy sở hữu một chiếc xe này trên cái mẹt GLC 300. Sau khi mua thì chúng ta trải nghiệm nó, rồi mình muốn nâng cấp lên GLS 450 gì đó thì anh em sẽ nâng cấp tiếp theo. Và khi muốn mua nâng cấp thì anh em hãy gọi cho tình qua số điện thoại 0962 863939, và cũng đừng quên đăng ký kênh Văn Tình Luxury Car bằng nút like, subscribe và rung chuông để ủng hộ cho kênh tình nha. Tình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.